Nay mình nhận được rất nhiều bài viết có liên quan tới một cái người anh quân nhân tên Trí, mà cái hoàn cảnh khó khăn của anh ấy được cộng đồng mạng cho là quân đội bỏ mặc anh ta, nghĩa là không quan tâm tới anh ta. Điều này theo qua sự tìm hiểu được biết thì đây là một cái sự xuyên tạc và bịa đặt. Rồi. Tin mình được biết thì quân đội đã thực hiện đúng cái vai trò và trách nhiệm của mình trong cái việc điều trị cho cái vị quân nhân tinh trí đó, và gần như là sự hỗ trợ phải nói liên tục, có nghĩa là mỗi một tháng đều hỗ trợ tiền viện phí, thậm chí là việc xét nghiệm từ theo yêu cầu cả gia đình yêu cầu xét nghiệm độc lập thì cũng xét nghiệm độc lập, có nghĩa là việc điều trị cho quân nhân là trách nhiệm của quân đội và đã thực hiện rất tốt. Tới ngày hôm nay có nghĩa là anh ta được điều trị mỗi tháng được chu cấp thêm là 5 triệu mỗi tháng đều đặn. Tuy nhiên thì tại sao chúng ta lại có thông tin này? Bởi vì thứ nhất, cứ mỗi mùa tuyển quân thì chúng ta đều thấy những thông tin kiểu như vậy. Đánh nhau, quân nhân cũ ăn hiếp quân nhân mới này, hay là cán bộ đánh quân nhân này, rồi bao nhiêu thứ. Cái mục đích của các cái thông tin trong những đợt tuyển quân như thế này, nó đều được bơm cho cộng đồng và xuyên tạc nó nặng nề hơn. Mục đích của họ là mục đích của họ là làm cho các quân nhân có sự lo lắng và sợ hãi, cũng như là trốn tránh cái việc thực hiện cái nghĩa vụ. Con không mà không còn. Có nghĩa là ở đây chúng ta thấy nó xuất hiện vào toàn là vào những giai đoạn của những đợt tuyển quân, làm cho gia đình quân nhân lo lắng, những tân binh lo lắng, làm cho gia đình của các tân binh lo lắng. Thứ hai là làm cho bản thân của các quân nhân ấy lo lắng để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đây là một cái chiêu trò mà tôi nói với các bạn là trong suốt thời gian qua, nhiều năm nay rồi, cứ tới tuyển quân là chúng ta nghe các cái vụ việc như thế riết thành nó quen, và chúng ta biết được cái sự việc như thế là vì mục đích gì. Do vậy cho nên là tôi hy vọng các bạn cũng thông qua việc chia sẻ các thông tin của quân nhân Trí trên mạng xã hội, mà các bài viết đã viết rất là chi tiết và cụ thể, các bạn chia sẻ nhiều để cho cộng đồng hiểu và nắm bắt được cái thông tin của những cái luận điệu xuyên tạc. Đó là cái điều mà chúng ta cần làm trong lúc này đối với cái trường hợp này. Và trên các trang thì đã chia sẻ rất chi tiết về vấn đề tình hình chi tiết của rất cụ thể của quân nhân tinh anh Trí đó. Cái điều thứ hai tôi